Và thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu suốt nhiều thập kỷ qua đã gắn liền với không ít những giọng ca hàng đầu của âm nhạc Việt Nam, ví dụ như là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, chẳng hạn như là nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, chẳng hạn như nghệ sĩ ưu tú Măng Thị Hội hay nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong. Và có một điều rất là xúc động rằng cho đêm diễn đặc biệt này thì sau rất nhiều năm xa cách sân khấu, buổi sáng ngày hôm nay nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu đã đặc biệt bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để có mặt và mang một món quà đặc biệt đến cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Và món quà của cô dành tặng cho bác Phan Huỳnh Điểu là một ca khúc mà cô đã thể hiện rất thành công cách đây nhiều năm. Đó là ca khúc nào? Dạ, Quỳnh Hương xin được kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng với quý vị khán giả cùng chờ đợi và theo dõi. Thank you.
chính là nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu cùng con gái của mình, ca sĩ Khánh Linh, với ca khúc Những Ánh Sao Đêm. Xin được cảm ơn em Khánh Linh và xin được kính mời cô Vũ Dậu vui lòng lưu lại sân khấu. Hình như là có những đóa hoa tươi thắm của chính nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đang mang đến để dành tặng cho người đẹp của bác nè. Đây là lần đầu tiên mới được ôm ca sĩ. Nhiều người cứ hỏi tại sao mà Vũ Dậu hát bài của tôi. Cái đó là quyền của Vũ Dậu chứ phải đây tôi có bắt buộc đâu. Dạ. Nhưng hôm nay ca sĩ Vũ Dậu hát vẫn còn rung động, vẫn còn thấy hay. Cho nên anh càng yêu em, anh càng viết nhiều bài hát hay hơn nữa. Đây có thể coi như là lời tỏ tình sau 50 năm không ta? Dạ cô Vũ Dậu ơi, cô có muốn đáp lại đôi điều với tấm thân tình 50 năm của bác Điểu không? Tôi xin đầu tiên xin cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã mời tôi và con gái Khánh Linh vào dự đêm nhạc mừng thọ 90 năm nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều. Đó là một điều vinh dự. Và hôm nay nhân dịp 90 năm của anh, em muốn nói một điều rằng với quý vị khán giả là với anh với một lòng biết ơn sâu sắc và một sự kính trọng, bởi vì tất cả những tác phẩm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã cho tôi được hát và chắp cánh cho giọng hát của tôi được bay lên và được công chúng đón nhận. Đó là một cơ duyên, một sự may mắn cho riêng tôi và cho tất cả các nghệ sĩ và các ca sĩ. Dạ vâng, và hôm nay nhân dịp mà kỷ niệm 90 năm ngày mừng thọ của anh, em cũng có một mấy câu thơ để tặng anh. Đã 90 năm hưởng tuổi trời, âm nhạc bay lên giữa chơi vơi, tâm hồn nghệ sĩ mênh mông quá, hỏi thế gian này đã mấy ai. Dạ vâng. Qua cái bài thơ này tôi xin đọc tặng Vũ Dậu lại bài thơ ngay. Nay tuổi 90 vẫn chưa già, vẫn còn thích ngắm những bông hoa. Chỉ ngắm thôi chứ không tút tí. Sợ rằng người đời lại mắng rồi nằm Yamaha. Ôi, thật là một cặp đôi trai tài gái sắc và xứng đôi. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình không có bị vướng sóng thời lượng á ha, có thể đối đáp thơ là qua lại tới sáng ngày mai luôn cũng còn được. Nhưng mà nói gì thì nói chứ cũng không thể nào quên được một cái điều mà hôm trước trong cái buổi gặp gỡ phóng viên ạ, bác có để dành lại, bác nói tối hôm nay bác mới bật mí. Đó là bài hát Đêm Nay Anh Ở Đâu mà bác nói là tôi viết vì cô Vũ Dậu. Trời ơi, cái này là nguy hiểm lắm nè. Bài Đêm Nay Ở Đâu là thực tế thế này. Hôm đó tôi ở Sài Gòn bay ra công tác họp ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thì là ngồi uống cà phê ở cái bờ hè của đường thôi, cà phê hè phố đấy. Thì là vợ chồng Vũ Dậu đi ngang thấy tôi ngồi đó, thì Vũ Dậu mừng quá hỏi: ồ chứ Đêm Nay Ở Đâu. Cái câu đó là bình thường thôi. Thế thì tôi thấy cái câu đó hay thật. Cái câu nó gợi cho tôi viết bài hát. Viết là thành ra anh ở chiến trường mà em ở hậu phương. Chứ thực tế là trong quán cà phê thôi, có hậu phương, có chiến trường gì đâu. Thế nhiều người cứ hỏi là Vũ Dậu hỏi Đêm Nay Anh Ở Đâu tức là có ý gì. Có ý gì đâu, phải không Vũ Dậu nhỉ? Anh em mình gặp nhau hỏi thôi chứ có gì đâu. Vâng, nhưng mà đấy lại là một câu hỏi rất là đời thường. Nhưng không ngờ đấy lại một tác phẩm để đời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều. Đó là một cái điều mà tôi cũng rất may mắn là một nhân vật, là một cái ý tưởng trong đó để anh có thể sáng tác bài hát rất tuyệt vời này. Dạ vâng, cũng xin được chia sẻ rằng là không chỉ là người tạo nên ý tưởng cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều mà
nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu còn là người đã thể hiện ca khúc này rất là thành công và làm say đắm rất nhiều những trái tim, trong đó là có trái tim của con nữa cô ạ. À, hồi đó con mới có chừng mấy tuổi thôi mà con nghe con đã mê rồi. Và ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại ca khúc này với một giọng hát khác. Đó chính là giọng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết.